Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 20 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc dùng cung hàm Phạm Văn Đồng đòi chiếm trọn Hoàng Sa và Trường Sa. Bộ Ngoại giao của Việt Nam vào hôm 19 tháng 4 đã lên tiếng về việc Trung Quốc thông báo thành lập quận Tây Sa và Nam Sa để quản lý quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông. Việt Nam đã nhiều lần mạnh mẽ khẳng định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Phát ngôn viên Lê Thị Hằng đã nói trong một tuyên bố một ngày sau thông báo của phía Bắc Kinh được đưa ra. Đây là hình ảnh người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng. Lập trường nhất quán của Việt Nam là phản đối mạnh mẽ việc thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa và các hành vi có liên quan vì đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, không có giá trị và không được công nhận, không có lợi cho quan hệ hữu nghị giữa các nước quốc gia và gây thêm phức tạp trong tình hình ở Biển Đông, khu vực và trên thế giới. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, hủy bỏ các quyết định sai trái liên quan đến những việc làm đó và không có những việc làm tương tự trong tương lai. Và Trung Quốc vào hôm 18 tháng 4 đã thông báo thành lập quận Tây Sa có trụ sở đặt tại đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Trụ sở của quận Tây Sa đặt tại đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa. Hai quận này thuộc thẩm quyền của thành phố Tam Sa ở tỉnh Hải Nam. Tin cho hay, chính quyền Bắc Kinh tuyên bố rằng quận Tây Sa sẽ quản lý quần đảo Hoàng Sa, bãi Max Fish và vùng biển xung quanh, trong khi quận Nam Sa quản lý quần đảo Trường Sa và vùng biển kế cận. Phản đối của Việt Nam được đưa ra hơn 10 ngày sau khi Hoa Kỳ cho biết hết sức quan ngại về các tin tức nói rằng Trung Quốc đã đâm chìm một tàu cá ở Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông. Và phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Otakatus nói trong một tuyên bố vào hôm 6 tháng 4 rằng kể từ khi dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát, Trung Quốc đã khẳng định các tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông như công bố các trạm nghiên cứu đặt mới trên các căn cứ quân sự được xây dựng trên đá chữ thập và đá Subi, cũng như cho máy bay quân sự đặc biệt hạ cánh trên đá chữ thập. Trung Quốc cũng vừa gửi công hàm tuyên bố buộc Việt Nam phải rút quân khỏi các đảo ở Trường Sa. Đây là hình ảnh đảo Trường Sa lớn thuộc quần đảo Trường Sa cách Cam Ranh khoảng 254 hải lý, tức là 470,4 km, và cách Vũng Tàu khoảng 500 km đường biển. Trên đảo có cư dân Việt Nam và trụ sở của Ủy ban Nhân dân huyện Trường Sa do Việt Nam quản lý. Trước đó, vào hôm 17 tháng 4 năm 2020, Trung Quốc đã gửi công hàm số CME42/2020 đến Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, nói với nội dung căn bản được Facebook Nguyễn Ngọc An lược dịch như sau. Trung Quốc khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Nam Sa và Tây Sa là Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như vùng nước xung quanh các đảo trên. Điểm thứ hai, Bắc Kinh khẳng định lại việc chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã công nhận chuyện đó qua công hàm của Thủ tướng Việt Nam Phạm Văn Đồng ký ngày 14 tháng 9 năm 1958 gửi đến Thủ tướng Chu Ân Lai của Trung Quốc. Điểm thứ ba, Bắc Kinh cáo buộc sau bao năm 1975 Việt Nam gửi lính đến xâm phạm chủ quyền của Bắc Kinh tại các đảo này, tức là vi phạm lời khẳng định của ông Phạm Văn Đồng trước đó. Thứ tư, Bắc Kinh yêu cầu Việt Nam rút hết quân đội và cơ sở ra khỏi chuỗi đảo trên vì họ đã xâm lược và đánh chiếm phi pháp. Ông Nguyễn Đạt An đã nhận định như sau, Trung Quốc đang bắt đầu sử dụng kênh ngoại giao chính thức để giành đảo và ảnh hưởng địa chính trị tại Biển Đông với Việt Nam. Trung Quốc chính thức sử dụng công hàm của Phạm Văn Đồng để đánh về mặt ngoại giao và chính xác công hàm đó là một công hàm bán nước. Tiếp đến, Trung Quốc sẽ bắt đầu các bước tiếp theo để thực hiện ý đồ này, bao gồm cảnh cáo, kêu gọi Việt Nam rút quân và sau đó là gây chiến. Với động thái này, có thể nói Trung Quốc gần như sẵn sàng chiếm trọn cả Hoàng Sa và Trường Sa như họ đã từng làm vào năm 1974, tức là cưỡng chiếm Hoàng Sa, và năm 1988 dùng vũ lực chiếm Trường Sa. Đây là một bước đi vô cùng manh động và nguy hiểm trong khi Việt Nam và cả thế giới hầu như dành trọn mối quan tâm vào việc chống lại cơn đại dịch Vũ Hán. Vào hồi tháng 5 năm 2014, một nhà ngoại giao và một học giả của Trung Quốc nói công hàm năm 1958 là bằng chứng Việt Nam công nhận Hoàng Sa về Trung Quốc. Đây là hình ảnh Thủ tướng của Việt Nam Phạm Văn Đồng cùng công hàm 1958 về Biển Đông gây tranh cãi. Công hàm năm 1958 gây tranh cãi của Thủ tướng Phạm Văn Đồng được Trung Quốc đề cập lại trong bối cảnh Việt Nam và Trung Quốc đối đầu vụ giàn khoan HD 981. Hôm 20 tháng 5 năm 2014,
đại biện lâm thời sứ quán Trung Quốc ở Indonesia có bài đăng trên báo Indonesia Jakarta Post để biện hộ cho Trung Quốc. Ông Lưu Hồng Dương nói quần đảo Tây Sa tên Trung Quốc dùng để chỉ Hoàng Sa là lãnh thổ vốn vẫn thuộc về Trung Quốc. Vị trí của các đảo đã được cộng đồng quốc tế kể cả Việt Nam công khai thừa nhận trong điều nhiều thập niên từ Thế chiến thứ hai. Trong tuyên bố vào ngày 14 tháng 9 năm 1958, thay mặt chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Việt Nam khi đó là ông Phạm Văn Đồng đã công khai thừa nhận quần đảo Tây Sa và các đảo khác ở Nam Hải là lãnh thổ của Trung Quốc. Và ông Lưu Hồng Dương cáo buộc việc chính phủ Việt Nam gần đây thay đổi và từ chối công nhận Tây Sa là của Trung Quốc thật vô cùng gây sốc. Việt Nam rõ ràng vi phạm nguyên tắc không được nói ngược, ông Lưu cáo buộc. Vào hôm 26 tháng 2 năm 2014, ông Lý Thái Hùng từ Hoa Kỳ có bài bình luận trên đài BBC News tiếng Việt về sự khó xử của Việt Nam đối với công hàm của Thủ tướng Việt Nam Phạm Văn Đồng đã ký vào năm 1958. Đây là hình ảnh đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa đã bị Trung Quốc chiếm đóng và biến thành trung tâm hành chính và phi pháp đến nay đã hơn 45 năm kể từ ngày 19 tháng 1 năm 1974. Ông Lý Thái Hùng viết tiếp như sau. Mặc dù công hàm năm 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng không đề cập gì đến Hoàng Sa hay Trường Sa, nhưng công hàm đã viết như sau. Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố vào ngày 4 tháng 9 năm 1958 của Chính phủ nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa về quyết định về hải phận của Trung Quốc. Và tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của Trung Quốc đã viết như sau. Chiều rộng của lãnh hải của nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa là 12 hải lý. Điều này được áp dụng cho toàn bộ lãnh thổ của nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa, bao gồm phần đất Trung Quốc trên đất liền và các hải đảo ngoài khơi, Đài Loan và các đảo phụ cận, quần đảo Bành Hổ, quần đảo Đông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa và các đảo khác thuộc Trung Quốc. Như vậy, dù giải thích như thế nào chăng nữa, công hàm năm 1958 vẫn đã thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, bao gồm luôn cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam và cho Trung Quốc lý có cái cớ để cột công hàm này vào nền tảng biện minh cho chủ trương xâm lược của họ hiện nay. Ông Lý Thái Hùng đã nhận định như vậy. Cũng trong giai đoạn cả thế giới đang bận tâm chống lại đại dịch cúm Vũ Hán, thì Trung Quốc đã khởi động hàng loạt hành vi khiêu khích trên Biển Đông và nay họ bắt đầu nêu ra công hàm vào năm 1958 do Thủ tướng Việt Nam Phạm Văn Đồng đã ký kết như là một bằng chứng triệt để buộc một nước chiếu bí nhằm thẳng vào chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Việt Nam như là một chủ thể để đồng nhất và thừa kế trách nhiệm chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vào năm 1958. Và một nước cờ được gợi ý để gỡ bí cho Việt Nam hiện nay là phải thừa nhận tư cách chủ thể quốc gia độc lập của Việt Nam Cộng Hòa khi ấy, do ông Nguyễn Văn Thiệu làm Tổng thống, khi ấy đang tuyên bố chủ quyền và có quân đội quản lý Hoàng Sa thì bị Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm vào ngày 19 tháng 1 năm 1974. Tuy nhiên, phía chính phủ Việt Nam Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam chưa bao giờ chính thức đưa ra lập luận ấy. Phía Mỹ cũng nói Trung Quốc nên ngừng hành vi bắt nạt ở Biển Đông. Đây là hình ảnh Nhật báo Malaysia Mặt Trời vào hôm 18 tháng 4 đã đăng bài với tựa đề Tàu khảo sát của Trung Quốc đang ở trên vùng biển của chúng ta và cảnh báo mạnh mẽ về sự hiện diện của tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc di chuyển ngay sát các vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia, đồng thời vẽ ra hành trình của tàu này trên Biển Đông. Và Mỹ cũng kêu gọi Trung Quốc ngừng hành vi bắt nạt ở Biển Đông và nói rằng Mỹ lo ngại trước các vấn đề về những hành động khiêu khích của Bắc Kinh nhắm vào các hoạt động phát triển dầu khí ngoài khơi của vùng biển tranh chấp. Ba nguồn tin an ninh khu vực đã nói với hãng thông tấn Reuters vào ngày thứ Sáu rằng một tàu khảo sát của chính phủ Trung Quốc đang đeo bám một tàu thăm dò của công ty dầu khí nhà nước Petronas của Malaysia vận hành ở vùng biển đó. Và tàu Hải Dương địa chất 8 trước đó trong một tuần đã được nhìn thấy ngoài khơi của Việt Nam, nơi mà năm ngoái nó đã thực hiện các hoạt động nghi là khảo sát thăm dò dầu khí trong khu vực thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và Mỹ cũng lo ngại trước các báo cáo về các hoạt động khiêu khích lặp đi lặp lại của Trung Quốc nhắm vào việc phát triển dầu khí ngoài khơi của các quốc gia có chủ quyền. Bộ Ngoại giao Mỹ đã nói trong một thông báo gửi qua email cho hãng Reuters và trả lời câu hỏi về sự hiện diện của tàu Hải Dương địa chất 8 ở vùng biển Malaysia như vậy. Và trong trường hợp này, tức là Trung Quốc nên chấm dứt hành động vi bắt nạt của mình và không tham gia vào các hoạt động khiêu khích và gây bất ổn kiểu này, thông cáo đã nói rõ. Các hành động của Trung Quốc đe dọa an ninh năng lượng trong khu vực và làm suy yếu thị trường năng lượng Ấn Độ và Thái Bình Dương tự do và rộng mở, thông cáo nói thêm. Vào đầu tuần trước, khi tàu khảo sát này xuất hiện trong vùng biển ngoài khơi của Việt Nam, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nói con tàu này tiến hành các hoạt động bình thường,
và cáo buộc các quan chức Mỹ bôi nhọ Bắc Kinh. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông, dầu tài nguyên và cũng là một tuyến đường giao thương và thương mại trọng yếu. Philippines, Brunei, Việt Nam, Malaysia và Đài Loan cũng có những tuyên bố chồng chéo ở đây. Và liên quan đến những động thái gia tăng căng thẳng từ phía Trung Quốc mới đây của Bắc Kinh hôm 17 tháng 4 năm 2020, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, nhà nghiên cứu bang giao quốc tế từ Đại học Georgie Marshall của Hoa Kỳ đã đưa ra bình luận như sau. Chiến thuật của Trung Quốc là mềm nắn, rắn buông và lợi dụng thời cơ. Việc quốc tế và các nước lân cận đang lúng túng đối phó với dịch cúm Vũ Hán, trong khi mối đe dọa dịch cúm giảm đi ở Trung Quốc, cùng với sự kiện tàu sân bay của Mỹ bị tê liệt vì cúm Vũ Hán và việc cách chức vụng về vội vã tư lệnh hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt đã gây bất mãn trong hải quân Mỹ đã tạo cớ và tạo ra cơ hội ấy cho Trung Quốc. Đây là hình ảnh Tổng thống Ngô Đình Diệm và sắc lệnh vào năm 1961 chuyển quần đảo Hoàng Sa từ tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý sang cho tỉnh Quảng Nam quản lý, cho thấy Việt Nam Cộng Hòa đã quản lý liên tục quần đảo Hoàng Sa cho tới khi họ bị Trung Quốc cưỡng chiếm bằng vũ lực vào ngày 19 tháng 1 năm 1974. Và gần đây, cả Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ nối nhau ra tuyên bố quan ngại sâu sắc hay lên án đích danh hành vi của Trung Quốc đâm chìm tàu cá của Việt Nam ở vùng biển khu vực. Đó là tín hiệu mới phản ánh một sự đồng thuận của Mỹ về một chính sách cứng rắn hơn với Trung Quốc từ áp lực của quân đội, các chiến lược gia và Quốc hội Mỹ cùng với mâu thuẫn kinh tế, thương mại giữa hai nước được đẩy mạnh lên nhân cơ hội dịch cúm Vũ Hán, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng nhận xét như vậy. Và thông tin cũng cho biết mục tiêu tối hậu của Trung Quốc không thay đổi, nhưng sự thực hiện mục tiêu đó tùy thuộc vào sự tính toán thời cơ của Trung Quốc. Thời cơ này tùy thuộc vào những biến đổi nhất thời như đại dịch cúm Vũ Hán và sự thay đổi trong cán cân quyền lực và năng lực. Các nước nhỏ trong khu vực phải nương theo chiều gió để bảo vệ quyền lợi và chủ quyền của mình. Nếu vì những lý do này, thế của Mỹ đi xuống thì thế của Trung Quốc sẽ lên và áp lực của Trung Quốc đối với các nước nhỏ trong khu vực sẽ gia tăng. Đó là mối lo ngại của các nước. Nói chung và trong trường kỳ dài hạn, thế giới phải đối phó một thách thức Trung Quốc và sự thay đổi đang xảy ra trong trật tự thế giới. Ai lên, ai xuống bắt nguồn từ sự cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, đại nạn cúm cũng làm suy yếu vị thế của Mỹ, không những về kinh tế mà còn về khả năng lãnh đạo và định hướng đến các việc tạo ra một trật tự thế giới phản ánh giá trị nhân bản của phương Tây. Sau đệ nhị thế chiến, Mỹ đã đứng ra lãnh đạo và đoàn kết khối được gọi là thế giới tự do, xây dựng lại nền kinh tế và xã hội đổ nát ở châu Âu, chống bành trướng cộng sản. Mỹ cũng có lợi nhưng cũng phải hy sinh rất nhiều. Và cán cân lực lượng và trật tự thế giới đang thay đổi và đang cần sự lãnh đạo và phối hợp của Mỹ để giải quyết các vấn đề và mối quan tâm chung như biến đổi khí hậu, phục hồi kinh tế và các thách thức của Trung Quốc. Thiếu sự lãnh đạo và phối hợp này, thế giới sẽ chia ra làm nhiều khối để đoàn kết, tự bảo vệ và thích ứng trước thách thức của Trung Quốc. Đó là mối lo của những nước không muốn sống dưới một trật tự thế giới mới do Trung Quốc lãnh đạo và tiếng Anh gọi là Chinese World Order. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng đã đưa ra kết luận như vậy. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Hai, ngày 20 tháng 4 năm 2020 với bản tin Trung Quốc dùng công hàm của Phạm Văn Đồng đòi chiếm trọn Hoàng Sa và Trường Sa. Các bạn hãy chia sẻ bản tin này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và video Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.